tìm thấy hộp đen chiếc máy bay gặp nạn của Pakistan. Theo ông Abdullah Khan, hộp đen được tìm thấy sẽ sớm chuyển giao cho cơ quan điều tra. Người phát ngôn hãng hàng không quốc tế Pakistan Abdullah Khan hôm nay cho biết đã tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm giọng nói trong buồng lái từ địa điểm của vụ rơi máy bay ở Karachi. Theo ông Abdullah Khan, hộp đen được tìm thấy sẽ sớm chuyển giao cho cơ quan điều tra. Chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không quốc tế Pakistan, PIA, chở 99 người đã vài lần cố gắng hạ cánh xuống sân bay Karachi, nhưng cuối cùng đâm xuống một khu dân cư gần đó, khiến nhiều nhà cửa hư hỏng. Giới chức y tế Pakistan hôm nay xác nhận 97 người thiệt mạng và 2 người sống sót sau vụ tai nạn. Về nguyên nhân tai nạn, một quan chức hàng không dân dụng Pakistan cho biết có thể là do máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tai nạn.